Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Tiếp tục video hôm nay, Nhật cập nhật đến cho mọi người thêm hai mẫu loa bút xeo với hai thương hiệu khá là nổi tiếng và đình đám trong làng audio. Bên tay trái màn hình của mọi người đó là đôi loa bút xeo của Denon có model là CX101, và bên tay phải chúng ta sẽ có đôi loa Tainoi D100, một mẫu loa mà trước giờ Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều trên kênh YouTube của mình rồi. Và trong video này thì Nhật mời mọi người cùng Nhật khám phá tổng thể nội ngoại thất của hai mẫu loa bút xeo này, và Nhật cũng sẽ công khai cái mức giá bán để cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể dễ dàng đánh giá và lựa chọn cho mình được một mẫu sản phẩm tốt và ưng ý. Còn về tất cả những thông số kỹ thuật cơ bản chính thì Nhật sẽ cập nhật thật là chi tiết bên phía dưới phần mô tả. Và nếu như cô chú anh chị nào mình đang cần tìm mua một mẫu loa bút xeo nhỏ gọn, tinh tế và có chất lượng âm thanh hay thì hãy nhanh tay liên hệ cho Nhật Trương Speaker qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người để Nhật tư vấn cho mọi người thật là kỹ càng trước khi mà mình lựa chọn sản phẩm. Dạ rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Tiếp theo thì Nhật sẽ quay tổng thể về ngoại thất của từng mẫu sản phẩm và công khai cái mức giá bán để mọi người có một cái lựa chọn cho nó phù hợp với mục đích sử dụng và nhu cầu của mình. Bên tay trái chúng ta sẽ có đôi loa Denon SC101. Đây là một mẫu loa bút xeo khá là cao cấp của hãng Denon. Đầu tiên thì Nhật sẽ quay về phần e căng khung lưới bên ngoài. Phía bên trên của phần e căng này thì cũng sẽ được in logo của Denon, và tình trạng thì mọi người có thể quan sát ở đây. Khung lưới của mình còn rất là mới và chưa có dấu hiệu bị thủng lỗ hay là bị sơn vải nha các anh. Bên trong khung lưới là phần e căng khung nhựa chưa có dấu hiệu bị bẻ gãy nè. Đó, những cái điểm chi tiết này thì Nhật sẽ quay thật là kỹ lưỡng như thế này để các anh mình có một cái đánh giá cho nó thực tế hơn. Tất cả những phần khung lưới của cặp đôi loa này thì còn rất là tuyệt vời nha mọi người. Không có một cái dấu hiệu nào đáng chú ý ở trên đây. Đó, còn khá là tốt. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vào nhân vật chính. Cả những thông số kỹ thuật cũng như là công suất của loa thì Nhật sẽ cập nhật phía bên dưới phần mô tả, và Nhật sẽ quay về tổng thể những cái tuyến loa và phần thùng vách bên ngoài. Dòng loa này thì sẽ sở hữu mẫu loa hai đường tiếng. Chúng ta sẽ có một cái tuyến loa chép ở phía bên trên để Nhật nâng nó lên cho mọi người nhìn thấy cho nó rõ hơn ha. Chúng ta sẽ có một tuyến loa chép đơm có cái kích thước là 2.5 cm. Tình trạng thì mọi người có thể thấy ở đây rất ok ha. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái tuyến loa bass với đường kính 12 cm, sở hữu màng sợi nhựa tổng hợp chuẩn theo cái khung khổ của châu Âu nha mọi người. Đó, có một cái kiểu dáng rất là tinh tế, và bên ngoài cái viền sẽ là viền cao su, và tình trạng thì các anh có thể thấy là viền cao su còn rất là mềm dẻo. Đó, tình trạng cặp loa này về thì còn giữ được tình trạng rất là tốt quá mọi người, rất đẹp á. Rồi, Nhật quay luôn cái tuyến loa còn lại nè. Chúng ta cũng sẽ có một cái tuyến loa chép và một tuyến loa bass còn giữ tình trạng rất là đẹp. Đó, mọi người có thể thấy là những cái phần viền cũng như là gương mặt này rất tốt ha. Đó, tiếng loa của mình thì rất là tuyệt vời rồi. Tiếp theo là về phần thân vỏ bên ngoài thì mọi người có thể thấy là mẫu này thì nó sẽ được sử dụng gỗ BDF với cái độ dày lên tới 18 cm. Bên ngoài thì sẽ được dán một lớp gỗ tự nhiên veneer có một cái độ bóng khá là tinh tế, và đường nét khúc cạnh thì các anh có thể quan sát ở đây. Đó, tình trạng cặp loa rất đẹp nha mọi người. Nó có một cái màu sắc rất là tinh tế. Từ một cái màu sắc tinh tế này thì mọi người có thể dễ dàng về phối ghép hay, và đặc biệt là mình có thể bày trí rất là tuyệt vời trên nhiều không gian khác nhau. Đây là phần mặt sau của loa nha các anh. Chỗ này thì nó hơi cấn cấn nhẹ một tí xíu nha mọi người. Chỉ bằng một cái đầu tâm thôi chứ không lớn đâu. Cái thùng vách của cái phần loa còn lại nè. Cái phần gỗ veneer này thì tình trạng của nó rất đẹp á mọi người. Màu vân gỗ tự nhiên nhìn rất là sáng. Đây là cái phần mặt sau của tuyến loa còn lại ha mọi người. Đây, mẫu loa này thì phía sau nó cũng sẽ có một cái lỗ thoát hơi khá là lớn như thế này. Rất ok ha mọi người. Dòng này thì cũng sẽ được hỗ trợ cho các anh mình sử dụng đánh bi quai luôn ha. Phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái tem có đầy đủ thông tin. Dòng này là Denon CX101 và có mức công suất từ 60 cho tới 120W nha mọi người. Đó, 60 tới 120W ở trở kháng 6 ohm. Và mẫu này thì cũng sẽ design theo thiết kế của chuẩn châu Âu nha mọi người. Hình thức bên ngoài của đôi loa này khá là ok ha mọi người. Dạ rồi, thì đôi loa bút xeo Denon này thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 6 triệu. Một cái mức giá khá là bình dân để các anh mình dễ dàng lựa chọn để nghe trong các văn phòng vừa và nhỏ, và với một cái màu sắc rất là tinh tế như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu loa bút xeo của Tainoi có model là D100.
Và đầu tiên thì Nhật cũng sẽ quay về tổng thể về cái khung lưới này. Về tổng thể khung lưới thì cũng còn rất là ok nè mọi người. Đôi loa đợt này Nhật về thì nó có một cái tình trạng khá là tuyệt vời, không có một cái dấu hiệu nào xấu trên bên trên cái phần e căng khung lưới này. Tất cả những cái phần chân chốt này nè các anh, đó, nó còn nguyên vẹn ha, và chưa có dấu hiệu bị bẻ gãy ở phía bên trong cái khung này. Đó, tình trạng thì Nhật cũng quay rất là tỉ mỉ rồi. Đó, mọi người có thể thấy là rất đẹp ha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến vào nhân vật chính của mình. Đầu tiên thì Nhật cũng sẽ quay về hai cái tuyến loa. Đây là một mẫu loa đồng trục sở hữu bát đường kính 16,6 cm. Đó, và tình trạng thì Nhật sẽ quay thật là kỹ. Cái này thì Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều rồi ha các anh. Cái mẫu loa này thì đợt này Nhật về nó còn giữ được tình trạng rất là tốt nè. Bên trong cái kiềng này được mạ đồng còn rất là sáng màu nè các anh. Đó, đồng thì nếu mà sử dụng trong thời gian dài thì thường nó hay bị ten xét lên các anh. Đó, nó hay bị đỡ đốm trắng. Và đặc biệt là đây là cái phần viền bên ngoài. Đây là một cái mẫu nguyên bản là tuyệt đối nha các anh, chưa có dấu hiệu bị thay viền. Đó, tình trạng thì các anh có thể quan sát ở đây, rất đẹp ha. Các mẫu loa của Tainoi thì chắc mọi người cũng không còn xa lạ gì nữa, bởi đây là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Đó, tình trạng của cái loa đầu tiên khá là tuyệt vời nha mọi người. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tuyến loa thứ hai. Màng mũi và kể cả những cái kiềng ở phía bên trong thì cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Và Nhật cũng đảm bảo đây là những cái viền còn nguyên bản là tuyệt đối nha các anh. Đó, tình trạng khá ok ha. Đường nét góc cạnh ở bên ngoài vỏ thùng này, đó, rất vuông vức nha các anh. Phía dưới này thì chúng ta cũng sẽ có một cái logo của Tainoi. Tình trạng còn rất là sáng màu. Đó, các anh có thể quan sát thấy ha. Độ bóng còn rất là tuyệt vời. Nhật quay luôn cái mặt bên. Đó, tổng thể những cái đường nét góc cạnh của mẫu loa này thì Nhật cũng sẽ quay thật là chậm, để các anh mình ở xa không tiện tới cửa hàng thì có thể tham khảo trên cái video này cho nó chi tiết trước khi mà mình xuống tiền. Đó, những cái đường vân gỗ ánh lên rất tuyệt vời. Mặt sau của loa này các anh. Đó, đường nét góc cạnh thì rất là vuông vức ha. Kể cả những phần tem cũng còn rất mới nè. Dạ rồi, Nhật quay luôn cái vỏ ngoài của cái tuyến loa này. Đó, các anh có thể thấy cái mặt trên nè, rồi góc cạnh rất là vuông vức ha các anh. Đó, mặt bên này rất là đẹp. Và hai cặp loa này rất là đều màu nha các anh. Những cái mẫu loa của D100 thì màu của nó rất là đều, và nó có những cái vân gỗ ánh lên nhìn rất là sang trọng. Màu này là màu gỗ ốc chó các anh. Đây là hai cái lỗ thoát hơi. Và phía sau này thì chúng ta cũng sẽ có những cái tem của Tích, là một cái thương hiệu nhập khẩu chính hãng cho Nhật Bản nha các anh. Đó, tình trạng thì mọi người có thể thấy trên cái phần tem đồng này còn cực kỳ sáng màu ha, chưa có dấu hiệu bị trầy xước. Phía bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần tem phụ nữa nè. Đó, và để Nhật quay luôn cái số series ha. Cái cặp đợt này là 3743M. Còn bên đây là 3744M series liền kề nha các anh. Đó. Rồi, phía dưới này thì chúng ta sẽ có những cái phần cầu loa BY để các anh mình có thể kết hợp đánh BY khá là tốt nè. Đó, cầu loa còn rất là đầy đủ nha mọi người. Dạ rồi, thì cặp D100 này thì cũng sẽ có mức giá bán như cũ là 16.500.000. Phần cuối trong video này thì Nhật mời mọi người cùng Nhật khám phá tổng thể cái nội thất của hai mẫu loa. Dạ rồi, thì Nhật cũng đã tháo thùng loa ra rồi. Và bên tay trái chúng ta sẽ có đến với mẫu Dinong SC101. Và cái mẫu SC101 này nó nhỏ gọn nên là Nhật đã tháo toàn bộ cái phần phân tầng cũng như là các tuyến loa ra rồi. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với tuyến loa bass. Cái mặt bên ngoài này thì nãy Nhật có quay rồi ha. Và Nhật sẽ quay về cái phần kiềng bên trong. Các anh có thể thấy là đây là một mẫu loa bút xeo nhỏ gọn nhưng nhà sản xuất làm rất là chỉnh chu. Trên đây thì nó sẽ có những cái phần kiềng được đúc nguyên khối như thế này. Cầm rất nặng và rất đầm tay nha các anh. Tất cả những phần viền cũng như là cái phần khung xương phía sau này các anh. Đó, được xi 7 màu, còn cực kỳ sáng và chưa có dấu hiệu bị ten xét lên ha. Đó, tình trạng của cái loa này rất là đẹp nè. Đó, cái mẫu loa này rất là nặng nha các anh. Rồi, tiếp đến chúng ta cũng sẽ có một cái tuyến loa chép. Bên ngoài khung của tuyến loa chép này cũng sẽ được đúc một khối nhôm cát nguyên khối như thế này. Rất là nặng nha các anh. Đó, cầm rất là đầm tay nè. Rất tuyệt vời ha mọi người. Một mẫu bút xeo nhỏ gọn nhưng mà có những cái công nghệ khá là tinh tiến. Đây là những cái phần ốc vít của nó ha. Và đây là cái bộ phân tầng. Mọi người có thể thấy là một cái bộ phân tầng cực kỳ đồ sộ. Đó, tất cả những cái cuộn cảm tụ cũng như là dây nhựa, nhà sản xuất họ làm rất là chỉnh chu nè các anh. Đó, Nhật sẽ quay thật là gần để các anh mình có thể dễ dàng đánh giá hơn ha.
Bộ phận tầng thì sẽ chia được thành 3 ngăn như thế này. Các anh có thể thấy là tất cả những phần cụ cảm nhìn rất là lớn và rất là hầm hố nè. Và điểm đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái phần cầu loa rất là nổi tiếng đó các anh. Sở hữu những cái cầu cắm dây loa WBT của Đức á mọi người. Một trong những cái cầu loa khá là nổi tiếng của châu Âu á các anh. Đó, rất là đồ sộ ha. Một cái bộ phân tầng nhìn khá là hầm hố và đẹp mắt như thế này. Rồi, tiếp đến thì Nhật sẽ quay về cái thùng vách bên trong. Mẫu này nhỏ gọn nên là Nhật sẽ tháo toàn bộ để các anh mình có một cái nhìn nhận nó thực tế hơn ha. Bên trong thùng thì chúng ta sẽ có những phần bông tiêu âm. Và đặc biệt là cái phần thùng này rất là nặng bởi nó có một cái độ dày của gỗ BDF lên đến 18cm. Và bên ngoài thì sẽ được dán những lớp gỗ tự nhiên, veneer tự nhiên, có một cái độ bóng khá là sáng màu. Mẫu loa nhỏ gọn, tinh tế và rất là sang trọng khi mà mọi người có thể đặt trên những cái gian phòng khách. Tiếp theo là Nhật mời mọi người đến với nội thất của D100. D100 thì cái cấu tạo của nó hơi phức tạp nên chắc là Nhật sẽ không tháo được cái phần cầu loa phía sau ra được nha mọi người. Rất mong mọi người thông cảm, Nhật chỉ tháo được cái phần củ loa bass này thôi. Và Nhật cũng sẽ quay thật là kỹ về cái tuyến loa bass này. Tiết diện dây truyền tải của D100 thì rất là lớn nha mọi người. Và tất cả những cái phần xi 7 màu bên ngoài thì còn cực kỳ sáng màu. Mọi người có thể quan sát ở đây ha. Khung xương của mình còn rất là chắc chắn nè. Đó, không có một cái dấu hiệu nào bị lão hóa do thời gian nha các anh. Đó, tình trạng thì Nhật cũng đã quay rất là chi tiết và rõ ràng như thế này để các anh mình dễ dàng đánh giá hơn. Rất là sáng màu và tuyệt vời. Không có điểm nào các anh có thể chê được ha. Bên trong thùng thì để Nhật gỡ cái bông tiêu âm ra thì mọi người có thể mới thể thấy được cái phần phân tầng của cặp D100 này. Đó, phân tầng của D100 này thì nó nằm hơi khuất sâu bên trong này nè các anh. Đó, nó nằm phía sau cái bông tiêu âm này nè. Đó, nó khá là đồ sộ bên trong này nhưng nên là Nhật sẽ không tháo ra được tại vì nó có quá nhiều dây nhợ đi. Nên khi mình tháo ra thì nó sẽ móc zin con máy đi ha. Nên là rất mong mọi người thông cảm, Nhật chỉ quay được tới đây thôi. Rồi, đó là cái phần khung bên trong của D100 nha các anh. Bên xung quanh thì chúng ta cũng sẽ có những cái phần bông tiêu âm. Và quan trọng nhất là cái phần củ loa của mình còn rất là mới. Dạ rồi, thì từ đầu video đến giờ Nhật cũng đã quay rất là tỉ mỉ về tổng thể nội ngoại thất của hai mẫu loa để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Vì thời lượng video cũng khá dài rồi nên chắc Nhật xin phép được tạm dừng video tại đây. Nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về hai cái mẫu sản phẩm ở đây, hoặc là có thể phối ghép với những bộ âm ly như thế nào cho nó phù hợp thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người, hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579-9T đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua những cái mẫu loa và mình test cái chất âm của nó trước khi xuống tiền. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.